Quay tay hay pháp là những từ ngữ thông dụng mà cánh đàn ông chúng ta hay đề cập mỗi khi nói đến vấn đề sinh lý nam giới. Có người nghĩ pháp có liên quan đến từ phập trong tiếng Việt, có người lại nghĩ pháp là viết tắt của Forever Alone People, một vài người lại chế ra những cái tên hài hước khác cho từ này. Nhưng tất cả những định nghĩa trên về pháp đều sai hoặc chỉ là cách nói tếu táo cho vui. Định nghĩa đúng về pháp chính là âm thanh mà một người đàn ông tạo ra khi thực hiện hành động. Ngày nay, có hàng tá những group bàn luận về vấn đề pháp này và những hệ lụy của nó. Nói về tác hại của pháp thì nhiều vô kể, mỗi người một kiểu, nhưng tựu chung lại, có những vấn đề mà phần đông hay gặp như rụng tóc, dễ bị hói đầu, da mặt xấu đi, có nhiều mụn, ảnh hưởng tới sự phát triển chiều cao, dễ gây mất tập trung khi làm việc hay học tập, trí nhớ giảm sút rõ rệt, tinh thần thiếu ổn định, ngại khó, không dám dấn thân, ảnh hưởng tới sự sáng tạo, v.v. Honoré de Balzac, nhà văn hiện thực Pháp nửa đầu thế kỷ 19, là một trong những người hiểu rõ nhất về những tác động tiêu cực của việc xuất tinh. Đối với ông, tinh dịch là thứ được tiết ra từ chất dịch não tủy thuần khiết nhất và do đó cũng là một sự chắt lọc, một sự mất mát của một hành động sáng tạo nghệ thuật tiềm năng qua dương vật. Ông coi hành động xuất tinh của bản thân giống như việc vừa mất đi một cuốn tiểu thuyết vậy. Hay Nikola Tesla, cha đẻ của dòng điện xoay chiều, người được coi là thiên tài của những thiên tài, người được cả Albert Einstein ngưỡng mộ, thực hiện chế độ nâu pháp không thủ dâm cả đời. Ngày nay, có cả một cộng đồng nô-pháp do Alexander Roth, một nhà lập trình web người Mỹ sáng lập để giúp đỡ những người đang rơi vào trạng thái nghiện ngập pháp. Con đường ngắn nhất để giải quyết vấn đề chính là đào sâu vào con người bên trong mình để nhận ra đâu là nguyên nhân gốc rễ. Và ở trong bài viết này, tôi muốn nêu lên hai vấn đề mà tôi cho là những nguyên nhân căn bản và trọng yếu dẫn đến nghiện pháp. Thứ nhất, biết đến sự tồn tại của pháp. Bản thân con người chúng ta sinh ra như một tờ giấy trắng. Tất cả những thói quen, tính cách, sự nghiện ngập được hình thành trong quá trình lớn lên, trong cái quá trình mà thế giới nhét những mẩu thông tin vào trong tiềm thức của chúng ta. Nếu chúng ta chưa biết đến Facebook, Instagram hay YouTube, nếu nhà chúng ta không có mạng kết nối Internet, nếu bạn bè xung quanh ta không nhắc về nó, chúng ta sẽ chẳng biết nó có tồn tại. Vậy nên khi những từ khóa đó không xuất hiện trong đầu chúng ta sẽ không tìm hiểu về nó và chính vậy, chúng ta sẽ không bao giờ nghiện nó. Bản thân trước khi chúng ta dùng Facebook, Instagram hay YouTube, chúng ta chưa bao giờ dùng chúng và cũng cảm thấy rất ổn khi không có chúng. Pháp cũng như vậy. Hãy tự hỏi bản thân mình xem, mình biết đến pháp, biết đến phim đen như thế nào? Do một người bạn giới thiệu, hay do một lần vô tình thấy trên Internet, hay do chứng kiến điều đó ngoài đời thật? Khi tiềm thức của bạn đã biết đến hành động pháp rồi, đó chính là điểm khởi đầu, như một cánh cửa bước vào một vùng đất mới mà trước khi bạn chưa từng nhận thức được rằng nó tồn tại. Khi bạn đã bước một chân qua khe cửa, sự tò mò sẽ thôi thúc bạn bước nốt chân còn lại. Và khi cả tâm trí và thân thể của bạn đã ở trong vùng đất mới đó, bạn sẽ muốn khám phá cho đến tận đường biên giới. Bạn sẽ liên tục trải nghiệm những cảm giác mới lạ, như một đứa trẻ mới sinh ra tìm tòi về thế giới xung quanh. Và khi những trải nghiệm đó mang lại cho bạn sự thích thú, bạn sẽ càng muốn trải nghiệm nhiều hơn nữa. Điều này cũng xảy ra tương tự với nữ giới. Những cô gái còn giữ được sự trong trắng thường rất e ngại đề cập đến những vấn đề liên quan đến tình dục hay thủ dâm. Mọi thứ chỉ bắt đầu thay đổi khi những cô gái hiểu được cảm giác sướng do thủ dâm hay tình dục mang lại là gì. Có một nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, pháp là một hành động khiến cho não bộ tiết ra dopamine, một hormone mang lại cảm giác khoái lạc. Trải nghiệm càng nhiều sẽ tạo ra thói quen và từ đó hình thành nên sự nghiện ngập. Thứ hai, nhu cầu về sự kết nối. Con người là một giống loài của xã hội, ai trong chúng ta cũng mưu cầu sự gắn bó, sự kết nối. Theo luật hấp dẫn, chúng ta sẽ kết nối với những vật hay con người có cùng tần số. Nếu chúng ta là người hạnh phúc, thành đạt, chúng ta là những người mang trong mình tần số cao, chúng ta sẽ thu hút những người và những vật như vậy. Nếu chúng ta là kẻ thất bại, sợ hãi hay nhút nhát, chúng ta đang mang trong mình tần số thấp và sẽ thu hút những vật hay những người cùng giải tần số với chính mình. Những thứ chúng ta kết nối phản ánh con người thật của chúng ta hiện tại. Vào đầu thế kỷ 20, có một loạt các thí nghiệm khoa học được tiến hành để nhằm tìm ra nguyên nhân của sự nghiện ngập. Những nhà nghiên cứu đặt một con chuột vào trong một cái lồng, đặt trước mặt nó hai bình nước, một bình là nước thường, còn bình còn lại là nước pha lẫn với cocaine. Kết quả là con chuột chỉ chọn bình nước có cocaine để uống cho đến chết. Cho đến năm 1970, giáo sư tâm lý học Bruce Alexander lật lại vấn đề bằng cách thay đổi cách thức thí nghiệm một chút. Thay vì chỉ đặt một con chuột vào trong lồng, ông xây dựng cả một cộng đồng chuột, hay cách gọi hoa mỹ hơn là công viên chuột trong đó. Ông vẫn tiến hành đặt hai bình nước như thí nghiệm trước, và kết quả mang lại rất khác biệt. Đa phần các con chuột đều chọn bình nước thường, một số ít chọn bình có chứa cocaine, nhưng đặc biệt không có con nào chết vì chơi thuốc quá liều cả. Thí nghiệm của giáo sư Bruce Alexander đã mang đến một kết luận hết sức quan trọng về sự kết nối.
Chúng ta sẽ luôn có nhu cầu kết nối, nếu không kết nối với thứ này thì cũng sẽ kết nối với thứ khác. Những thứ lành mạnh sẽ kết nối với nhau, và điều tương tự xảy ra đối với những kết nối độc hại. Câu chuyện nghiện Pháp cũng tương tự. Có những người coi Pháp là viết tắt của Forever Alone People đã phần nào nói lên được vấn đề. Những người nghiện Pháp đa phần đều là những người thiếu đi sự kết nối với xã hội bên ngoài. Có thể họ cô đơn, ít bạn bè. Có thể họ bị stress trong công việc, trở nên cáu gắt và muốn ở một mình. Có thể họ là những người trải qua tuổi thơ khốn khó, gặp vấn đề về tâm lý và có lối sống xa cách xã hội. Những con người mang trong mình giải tần số thấp như vậy sẽ dễ kết nối với những thói quen nghiện ngập thiếu lành mạnh. Pháp như là một cách thức dễ dàng với chi phí thấp để họ tạm thời giải quyết những vấn đề của chính mình. Có nhiều bạn sau khi pháp xong đều thú nhận cảm giác trống rỗng trong tâm trí. Đó chính là cảm giác mà các bạn sau khi rơi vào ảo giác trở về với thực tại, đối diện với sự thật bên trong bản thân mình. Vậy nên nghiện pháp không hoàn toàn là do những phản ứng sinh hóa xảy ra trong não bạn. Nghiện pháp đang phản ánh những kết nối của bạn đang gặp vấn đề. Cách để kết thúc sự nghiện ngập không phải là sự điều độ, mà đó chính là cộng đồng, là sự kết nối lành mạnh. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.